phòng hàng phong.com của chúng tôi. Các bạn biết áo phông trơn từ những năm 60-70 cho đến hàng chục năm trở về đây thì áo phông là một sản phẩm thời trang duy nhất không bao giờ lỗi mốt. Chính vì vậy áo phông Hàn Quốc chúng tôi, áo phông Hàn Quốc.com của chúng tôi đã chọn sản phẩm áo phông trơn là một cái ngày là sản phẩm kinh doanh chủ lực, ngoài những cái sản phẩm khác như là quần bò hoặc là váy cho nữ, quần bò nam nữ và mũ và các sản phẩm khác thì áo phông cho nó trơn cũng là một sản phẩm chủ lực của áo phông Hàn Quốc.com của chúng tôi. Thì cái sản phẩm áo phông trơn thì được rất là nhiều cá nhân từ trước tới giờ tin tưởng và mua hàng tại shop online áo phông Hàn Quốc.com của chúng tôi. Ngoài ra còn được rất là nhiều cái đội nhóm tổ chức, các cái cơ quan hoặc là các cái lớp học, những cái đội đoàn du lịch sử dụng áo phông trơn của chúng tôi để in áo phông đồng phục cho các đoàn thể như vậy. Và trong video này tôi sẽ cùng với các bạn đánh giá trải nghiệm một cái mẫu áo phông trơn màu tím rất là bán khá là chạy tại website của chúng tôi. Và như bạn thấy áo phông này thì chúng tôi có rất là nhiều cái cỡ khác nhau, từ size cỡ XM cho người nữ thấp cho đến XXL cho người nam cao đến khoảng 1m9, 2m, đều trên dưới 1m9 đều có, 1m6, 1m7, 1m8 chúng tôi đều có. Và các cái mẫu khác nhau như là áo phông không cổ hình tròn, có cổ cổ bẻ hoặc là áo phông không cổ hình V chúng tôi đều có, và có các cái màu sắc rất là đa dạng. Quý vị hãy truy cập vào áo phông Hàn Quốc.com để tiến hành đặt hàng và để lại phần thông tin khách hàng, nhân viên bán hàng của chúng tôi sẽ liên hệ với quý vị và giúp cho quý vị tư vấn cho quý vị sản phẩm phù hợp và các cái giá ưu đãi quý vị được hưởng trong sản phẩm áo phông màu tím trong video này. Áo phông được may bằng chất liệu vải có độ dày vừa phải, chất vải là cốt tông pha, chất vải là cốt tông pha và đường chỉ may rất là tinh tế, rất là cẩn thận. Ngay từ đằng dưới áo này, cổ và cổ áo. Áo phông này là cỡ L và bây giờ đang được mang lên cao khoảng gần 1m2 trên 1m9 mà. Thì là quý vị thấy là mặc rất là vừa vặn và rất là dễ mặc đối với các chiều cao khác nhau của đàn ông Việt Nam. Mà ngoài ra chúng tôi còn có áo phông cho nữ giới và giá thành của một chiếc áo phông này chỉ khoảng vài chục ngàn. Và chúng tôi có một cái chương trình ưu đãi đặc biệt là với quý vị mua từ trên 2 chiếc áo phông trở lên sẽ được giảm ngay giá rất là ưu đãi. Và đối với cái đội nhóm mà mua với số lượng hàng chục chiếc để làm cái đồng phục nhóm thì chúng tôi lại còn giá còn ưu đãi nữa, gần như là tận xưởng để giúp cho quý vị có thể sử dụng áo phông Hàn Quốc.com của chúng tôi để làm đồng phục cho nhóm của mình. Quý vị nếu quan tâm đến sản phẩm hãy truy cập vào trang áo phông Hàn Quốc.com và để lại thông tin liên lạc vào phần giỏ hàng bên trong phía đặt hàng, trong phần đặt hàng của website, rồi nhân viên bán hàng của chúng tôi sẽ liên hệ với quý vị và giúp cho quý vị biết cái giá thành mà quý vị được ưu đãi giảm và những cái hình thức giao hàng cho quý vị ở tỉnh xa. Quý vị nếu quan tâm đến thời trang nói chung và áo phông trơn nói riêng và các sản phẩm mới khi chúng tôi ra mắt, quý vị hãy ấn đăng ký kênh và ấn like video để ủng hộ chúng tôi làm những video tiếp theo. Hẹn gặp lại quý vị trong những video sau. Xin cảm ơn quý vị đã xem video.